Lâu nay trên các mạng xã hội, đặc biệt là bán mạng online qua Facebook, mỗi một công chức của Lai Lan vẫn sẵn sàng bán hàng trên tay. Mỗi một cán bộ họ có học sinh cấp 3, một sinh viên là cũng bán hàng trên tay. Mặc dù chỉ mở mạng trang Facebook mình, trong nhà cũng có một cái gì để trong nhà, nhưng họ trao truyền qua tay bên Facebook của nhau là cái ngày mai có sản phẩm cách tay để với người tiêu dùng. Thì cái này cũng rất khó khăn trong việc quản lý. Mà tôi nghĩ rằng chúng ta nên cần kiểm soát bằng cách thế nào, chúng ta về tính toán.